không các bạn? Nếu thích các bạn bình luận ở dưới cho mình biết nghe. Bây qua các bạn ơi, có thấy cống lẩu kem này hấp dẫn không các bạn? Giờ hai đứa muốn đi đâu nè? Mẹ ơi, con muốn đi ăn kẹo bông gòn đằng kia. Con cũng muốn nè mẹ ơi. Vậy thì ba mẹ con mình sẽ đi mua kẹo bông gòn ăn thôi các con ơi. Yeah. Kẹo bông gòn ở đây làm rất là đẹp và nhìn nó hấp dẫn nha các bạn. Có hình con thỏ này rất là dễ thương luôn. Mình sẽ chọn cho hai bạn nhỏ một cái kẹo bông gòn to hình con thỏ nha. Ở đây mình mua một cái thôi, tại vì mình nghĩ là hai bạn sẽ ăn không có hết đâu. Có bạn nào thích cái kẹo bông gòn này không các bạn? Nếu thích các bạn bình luận ở dưới cho mình biết nha. Bây giờ ba mẹ con mình sẽ dở kẹo bông gòn ra ăn nha các bạn. Hai bạn nhỏ đang rất là háo hức chờ đợi nha. Các bạn ơi, hôm nay trong quán cá coi này mình không giới thiệu cá coi không, mà mình giới thiệu cho các bạn một đặc sản của quán, đó chính là món lẩu kem. Wow, các bạn ơi, có thấy cống lẩu kem này hấp dẫn không các bạn? Ở trong này thì có rất là nhiều kem với đủ vị nha. Vị vani nè, matcha nè, sầu riêng nè. Còn ăn kèm thêm trái cây và bánh dẻo nữa nha các bạn. Cuối tuần vừa uống cà phê vừa cho cá coi ăn và ăn lẩu kem với gia đình thì rất là vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Ở đây mình thấy món lẩu kem này đẹp và ngon hấp dẫn cho nên mình giới thiệu thôi, chứ mình không có giới thiệu dùm cho quán đâu nghe. Bạn nào thích thì có thể kêu ra ăn thử với gia đình. Kem thì các bạn chắc đã ăn nhiều rồi, nhưng ăn lẩu kem thế này thì các bạn có ăn chưa các bạn? Bạn nào có bình luận ở dưới cho mình biết với nghe các bạn. Cuối tuần mình chúc cho các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi! Các bạn ơi, con lại đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.